còn đặc biệt là trong clip ngày hôm nay ấy, thì con cá là hán này nó bị nấm rất là nặng các bạn ạ, cực kỳ nặng luôn, nó dày đặc và ăn rất là sâu vào trong da thịt. Hello, xin chào cả nhà. Cái chủ đề mà chữa nấm cho một con cá mình đã chia sẻ với các bạn rất là nhiều cái clip rồi. Đây là một con cá la hán nhí của mình, nó đã bị bệnh nấm trắng mà bị rất nặng luôn nha các bạn nhé. Ban đầu thì mình tưởng rằng là mình không còn nuôi được con này nữa, có nghĩa là những cái con cá mà trọng điểm ấy, thì chắc chắn là mình bắt buộc mình phải chữa trị cho nó thành công. Nhưng mà một số những con cá mà là nhỏ quá thì thường thường nó làm cho mình biếng, rất là biếng để mà chữa bệnh các bạn ạ. Nhưng mà cái lúc mà ngay cái lúc mà mình quyết định chữa cho con này, mình suy nghĩ lại, mình quyết định là thôi, cuối cùng mình cũng chữa, cứ cố gắng hết mình để chữa cho nó đi, còn nó sống hay nó chết thì còn nhiều yếu tố khác. Thì ngay cái lúc thời điểm đó thì mình đã quyết định là chữa cho con này. Trước đó thì mình nghĩ là con mình sẽ không cứu được con này đâu, bởi vì cái mức độ nấm của nó ăn quá sâu vào cái phần thịt của con cá các bạn ạ. Ok, thì trước tiên thì mình sẽ tóm tắt một sơ qua về cái quá trình mà con này nó bị nấm nha các bạn nhé. Có nghĩa là ở trong cái hồ lớn của mình ấy, cái đợt đấy là cái hồ lớn của mình nó bị bệnh nấm trắng. Nguồn lây của nó là từ thức ăn. Thứ nhất là mùa mưa, cái điều kiện ở trong hồ nhiệt độ nó thấp, và cái điều kiện mà ở trong hồ nó rất là thuận lợi để cho nấm nó bùng phát. Thì khi mà ở trong cái nguồn thức ăn ấy, ví dụ như là cá mồi, cá rô bí, con trạch, đợt đó là mình cho cái đàn cá hổ của mình với cái đàn cá Hoàng Bảo Yến ấy, nó ăn chủ yếu là ba thứ đó. Và mình chủ quan ở cái chỗ là cái mùa này ấy, thì thường thường là bọn cá rất hay bị nấm, nên là mình đúng là cái mùa lạnh nó hay bị nấm luôn, mà mình lại cho đi cho ăn cái đàn cá của mình nó ăn những cái thứ đó, thì rất là nguy cơ mà bị cái nguồn nấm từ thức ăn nó nhảy vào, xâm nhập vào trong hồ. Và khi nó xâm nhập vào trong hồ như thế thì cái điều kiện mà mùa mưa như thế này ấy, nó làm cho bùng cái việc mà bùng nấm rất là nhanh các bạn. Thì cái hồ đó là cái hồ của mình đã bị nấm, và mình đã chữa trị cho cái đàn cá của mình ở cái hồ đó thành công tốt đẹp. Thì trong cái quá trình mà cái hồ đấy nó bị nấm thì cái con này này, cái con la hán nhỏ này nó cũng bị nấm, nó cũng bị nhiễm nấm rồi, nhưng mà mình không có biết các bạn ạ. Nhưng mà tại sao mình lại bắt sang cái hồ nhỏ này, không phải là vì mình thấy con này nấm mình bắt sang cái hồ nhỏ này, mà trong cái lúc mà mình mua cái con la hán nhí này này, mình về mình thả vào trong cái hồ cộng đồng thì toàn bộ là cá lớn ấy, và một buổi đêm nó đánh cho con này te tua hết. Đây các bạn nhìn thấy ở trên body của nó vẫn còn một số những cái vết thương. Đầu ngày trước con này đầu căng lắm, đầu to lắm, nhưng mà bây giờ thì nó xẹp hết đi rồi, và ở trên thân body của nó chảy xước hết, và ở trên phần đầu của nó cũng chảy xước hết luôn. Thì lúc đó nó bắt đầu mình để cứu con này ra thì mình bắt con này mình nhốt ra đây, mình nuôi nó ở đây. Thì trong cái quá trình mình nuôi ở đây thì mình cứ bật sổi này, mình không có bật sưởi, cái cây sưởi này mình chưa có đâu nhé, mình chỉ bật sổi oxy thôi, và mình thả trong đây, mình cũng không có để bóng điện luôn, và kể cả là bây giờ mình cũng không có để bóng điện. Thì qua quá trình là 1 cho đến 2 tuần mình để con này giống như là mình bỏ con này vào đây, mình không quan tâm luôn, mình chỉ có thay nước chứ không có quan tâm gì đến con này luôn. Mà cái thứ hai nữa là cái con này là nó rất là biếng ăn, nó biếng ăn cực kỳ luôn, nên mình cũng không biết là cái chủ cũ của nó cho ăn cái gì, nên là con này thì mình từ lúc mà mình về đến giờ ấy, mình cho nó ăn không được, tức là mình thả viên cám xuống nó ăn, nó đớp miệng mồi xong bắt đầu nó lại nhả ra, nhưng nó không có nhốt. Tóm lại là nó chưa ăn được một miếng nào từ lúc mà về chỗ nhà mình cả. Đấy, thì khi mà mình chán con này quá, bắt đầu mình thả con này vào trong này, mình cứ vất đấy. Thế là đến lúc mà mình chữa cái nấm cho cái hồ cá của mình ấy, quay cái clip đó xong bắt đầu mình mới quay cho các bạn xem cái con cá la hán này. Xong lúc đó mình mới giật mình mới nhìn thấy khủng khiếp. Tức là trên body của con cá nó nấm, trên cái con la hán này nhé các bạn nhé, nó nấm khủng khiếp luôn, nó nấm trắng toàn thân. Tức là nấm trắng nó mọc toàn thân, toàn đuôi, tức là nó phủ kín cái body bên ngoài luôn. Ở trên mắt của nó cũng có nấm, nấm nó phủ dày đặc ở trên mắt luôn.
và trong cái miệng của con cá nhá, nó cũng phủ cái nấm phủ đầy trong miệng của con cá luôn. Có nghĩa là trên cái body này, cái chỗ nào mà nước mà nó chạm được vào con cá ấy, nó đều hình thành nấm. Và vừa rồi thì các bạn đã xem cái clip của con cá này đấy, cái lúc mà nó bị nấm, thực sự các bạn thấy nó khủng khiếp không? Nó nấm toàn thân. Nhưng mà bây giờ này, hiện tại bây giờ nhất là thì mình xem nào, mình đánh, mình chưa nấm cho con này đâu đó khoảng một tuần rồi. Cái quá trình mình ngâm thuốc ấy là tỷ lệ của cái thuốc mình đánh đó là các bạn dùng sưởi, các bạn bật 34 độ luôn, 34 độ bật sưởi. Đấy, và muối cho các bạn cho cứ đậm đặc vào, cứ hàm lượng 200g trên 100 lít nước. Đấy, con này nó nặng quá, do con này nặng quá nên là mình cho muối đậm đặc luôn, tầm 200g, thậm chí là hơn ấy, mình cứ bốc ướp lượng, gọi là ước lượng thôi. Và cái tetracycline thì mình cho khoảng 2 viên, bởi vì chỗ này nó chưa được, khoảng chỗ này tầm 30 lít nước, à chưa đến 30 lít nước thôi, mình cho 2 viên. Đấy, cứ thế mình dã trong một tuần thì các bạn nhìn xem, bây giờ không còn một hạt nấm nào trên body luôn, đặc biệt là trên mắt. Mắt không còn, các bạn nhìn kỹ xem, không còn một hạt nấm nào luôn. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Không còn một hạt nấm nào luôn nhé. Nó chỉ còn lại là cái xác sơ của cái vảy của con cá mà nó bị, quá trình nó bị đánh. Mắt khá trong rồi các bạn thấy không? Các bạn so sánh con cá bây giờ với con cá mà lúc mà vừa rồi mình cho các bạn xem ấy, mà cái lúc nó bị nấm ấy, khác nhau hoàn toàn. Do cái mặt kính của mình ấy các bạn, cái mặt kính hồ của mình nó không được trong, nó bám bẩn nhiều quá, chứ không phải là do cái mắt đâu, con cá đâu, các bạn nhìn kỹ đấy, đây này. Đó, khi mình di chuyển máy thì các bạn thấy là cái nhòe là cái ở cái kính, cái kính hồ, còn ở con cá thì sạch bách rồi. Thì các bạn thấy không, con cá la hán này cực đẹp nhé các bạn nhé, đỏ au và đầu rất là to đấy, các bạn thấy không, nó hết sạch rồi. Nói chung là cái mùa mưa các bạn cứ bật sưởi để phòng nấm, thì các bạn cứ bật sưởi nhé. Khi mà các bạn bật sưởi thì có thể là cái nguồn thức ăn của nó ấy, mà nó có bị nhiễm nấm ấy, thì nó vẫn có thể là sẽ hạn chế được cái việc mà bùng phát. Đấy, các bạn nhìn này, thấy không, trong miệng của nó không còn một hạt nấm nào luôn, nhìn nó rất là bụi bụi luôn đấy các bạn. Mắt thì trong lại rồi, cái lúc mà giai đoạn mà nó bị nấm ấy, mình nhìn thấy những cái hạt nấm trắng trắng nó bám dày ở trên mắt luôn. Cái con này thì khá bị nặng, và thứ nhất là mật độ nấm khá là cao, cái thứ hai nữa là nó ăn khá là sâu ở trong da, nên là mình đánh liều nó mạnh một chút và ngâm nó dài dài một chút. Đấy, các bạn nhìn thấy không, cái đầu nó bây giờ nó tụt cái đầu rồi, nó còn chỉ còn lại cái xìu xìu thôi. Mai mốt khi mà nó khỏe lại, bắt đầu mình vỗ nó lại để cho nó căng lại, và mình sẽ cho nó ăn theo cái kiểu như thế nào đây. Nhưng mà hiện tại bây giờ từ lúc mình mua về đến giờ chưa ăn được miếng nào, mà bệnh nấm trắng nó hành hạ con này. Đây, cho các bạn xem ở cái góc độ này thì con cá nhìn này, không còn một hạt nấm nào luôn. Đó, con cá là hán nhí. Con này là con cam pha nha các bạn nhé, dòng cam pha đó. Thấy chứ, người bán người ta nói là cam pha, mình thấy khá là đỏ, nhưng mà không biết là có phải là cam pha thật hay không. Cam pha nó rất dữ nha các bạn nhé. Để mình điều chỉnh cái ánh sáng, bởi vì cái chỗ này nó không có đèn các bạn ạ. Đây, các bạn nhìn thì kỹ, mình dùng cây đèn để mình soi nó đấy. Đó, các bạn nhìn ở trên cái phần vây ấy, là vẫn còn vết thương của bọn cá nó đánh ấy. Nói chung là mình đánh tầm khoảng 1 đến 2 liều nữa để cho nó dứt điểm các bạn ạ. Cho nó dứt điểm, triệt tận gốc của bọn nấm luôn. Nói chung là số con này cũng khổ, nó nhỏ quá, mình định ghép con này với bọn kia nhưng mà không được, quá nhỏ, phải bật đèn cả đêm thì may ra nó không bị hy sinh, chứ còn tắt đèn đi là con này bị bọn kia nó bục ngay. Và quá trình nó bục cho bị thương thì mình bắt sang đây, mình bỏ nó luôn. Nhưng mà cuối cùng là con nó bị nấm, nó bị nấm thì để nó chết thì tội quá, nên cuối cùng là mình cũng hết sức ra tay cứu chữa cho con này. Và bây giờ sau khi mà cứu chữa xong cho con này thì mình cũng cảm thấy là rất là vui, và quay lại cái clip này để chia sẻ cho các bạn cách chữa nấm trắng. Thực ra nó rất là đơn giản thôi, mặc dù là từ con
nấm trắng bị nhẹ hay là bên nấm trắng bị nặng đều có thể là chữa khỏi ok. Nhưng mà cái clip này nó đặc biệt là ở cái chỗ là từ trước đến nay mình chữa một số con cá nó bị nấm ấy, thì nó bị nhẹ, nên là đa phần là những cái liều thuốc nhẹ và cũng như là cách chữa nhẹ. Còn đặc biệt là trong clip ngày hôm nay ấy, thì con cá là hán này nó bị nấm rất là nặng các bạn, cực kỳ nặng luôn, nó dày đặc và ăn rất là sâu vào trong da thịt, và mình cũng đã chữa thành công tốt đẹp. Thì cái thành công này, cái niềm vui này mình quay lại để chia sẻ cho anh em đam mê, để khi mà anh em con cá mà có chẳng may mà bị thì mình có một cái phương hướng để cứu chữa cho con cá nó khỏi một cách an toàn. Mình rất thích chữa những cái con cá như thế này để chia sẻ cho các bạn. Mấy cái bệnh này thì đương nhiên nó xảy ra thì nó là bình thường, nhưng mà quan trọng là khi nó xảy ra thì chúng ta có chữa đỡ được cho nó hay không, hay chúng ta để nó chết các bạn ạ. Mình nói lại một cái quy trình mình chữa nấm trắng các bạn nhé. Sưởi, thứ nhất là sưởi, muối và tetracycline, ba cái đó. Cái quan trọng nhất đó là sưởi các bạn ạ. Độ ấm nhiệt độ mặt cao ấy, là để cho cái điều kiện phát triển của nấm nó không tốt, nên là nó không thể nào phát triển mạnh được. Đấy là cái điều kiện mà về nhiệt độ. Còn muối là nó cái vấn đề mà sát khuẩn, nó sát khuẩn để nó tiêu diệt một phần của con nấm. Cái thứ hai là kháng sinh thì nó cũng một phần để tiêu diệt con nấm, nhưng mà chủ yếu kháng sinh là để cho cái sức đề kháng cũng như là cái việc viêm nhiễm của cái con cá nó không bị sâu, không bị hình thành. Còn muối là tham gia vào sát khuẩn để tiêu diệt con nấm các bạn nhé. Chúng ta phải biết kết hợp một số những cái yếu tố như vậy để cùng lúc đánh bay bọn nấm ở trên cái body con cá cũng như trong nước. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào clip sau. Chúc các bạn là có những con cá khỏe mạnh, và khi mà cá bệnh thì chúng ta có thể chữa một con cá cho nó tốt đẹp, cho nó an toàn. Và mình cảm giác như con cá này nó hết nấm rồi nhưng mà nó vẫn còn một chút gì nó ngứa ngứa các bạn ạ. Nó hoàn toàn chưa hết hẳn đâu nhé. Mặc dù mình đã nhìn thấy nó không còn cái vết nấm, nhưng mà các bạn đừng có chủ quan. Các bạn cứ đánh thêm một vài liều nữa để cho nó triệt tận gốc luôn. Có thể là con nấm nó chết ở bề mặt, nhưng mà cái trứng của con nấm ấy, nó vẫn ở trong bề sâu của lớp vảy, và nó vẫn hình thành trong quá trình 1-2 hôm gì đó, nó sẽ nở tiếp ra và nó hình thành con nấm mới. Nên là chúng ta phải đánh thêm một vài liều nữa để cho nó triệt tận gốc luôn. Chứ không thì nhiều, giống như nhiều anh em cứ đánh xong thì nó lại bị tái phát đấy các bạn. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào clip sau. Bye bye.